Xin chào mọi người. Hôm nay mình lên video giới thiệu mọi người hai cái máy cắt cỏ của hãng Taraka. Taraka Nhật Bản. Con này thì có mã là 2500. 25cc. Lòng của nó 34 ly. 33-34 ly các bạn nhé. Hàng Nhật bãi đã qua sử dụng, còn zin nguyên bản, chưa qua thay thế sửa chữa bất kỳ một cái bộ phận nào cả. Con thứ nhất này này có mã là CB2500S. Con thứ hai này này có mã là TBC250GS. Của hãng Taraka. Taraka là một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản các bạn nhé. Hai con này thì là đều có bộ giật trợ lực. Đều có bộ giật trợ lực. Trợ lực lớn. Nó khá là dễ khởi động. Khá là nhẹ. Và hai con này thì đều sử dụng chế đời mới của OnePro. Chế tai đỏ tự động các bạn nhé. Đây. Khi chúng ta bóp ga thì là nó sẽ tự động nó nhảy. Đấy. Chế ne đỏ của OnePro tự động, con này cũng thế các bạn nhé. Đấy. Con này, hai cái con này thì nó khá là giống nhau về động cơ. Đấy. Về chế, tất cả mọi thứ đều giống nhau, nó có khác nhau một chút đó là cái tay cầm. Một con thì là hai tay cầm và một con thì nó là tay cầm gọn, hai tay cầm ngang, cái kia là hai tay cầm dọc. Nó khác nhau chỗ tay cầm ấy thôi. Một tay thì chúng ta lắm vào đây để chúng ta vừa giữ đỡ cái thân máy và vừa điều chỉnh ga. Còn một tay chúng ta cầm ở cái tay lái này hoặc chúng ta cầm ở đây. Đấy, chúng ta có thể cầm vào đây hoặc cầm vào đây. Tùy theo cái sở trường, cái thuận tay của từng người và cái phù hợp với lại cái vị trí địa hình với cái công việc mà chúng ta lựa chọn cái tay cầm như nào cho hợp lý. Nó cũng cơ bản là nó như nhau thôi. Bọn này thì có cái tất cả mọi thứ, máy móc rồi là cần, tay cầm rồi là cái chắn cỏ rồi cái đầu bò đều là zin nguyên bản của nó, zin hàng Nhật các bạn nhé. Đây cái mã của nó đây, Taraka 250GS, cái mã số mã vạch của nó đây các bạn nhé, 49 Nhật Bản đấy các bạn ạ. Con này cũng thế đây các bạn nhé. Cái tem của nó bị chảy xước mất một phần. Chúng ta nhìn nó về cái cảnh báo này thì chúng ta nhìn nó vẫn còn rõ. Nên cái chữ ở đây thì nó bị bạc đi nhiều. Bọn này thì nó đáp ứng tốt cái nhu cầu sử dụng cho gia đình các bạn ạ. Nó rất là nhẹ, rất tiết kiệm xăng. Và loại Taraka này cũng khá là bền, khá là bốc. Chế OnePro này thì cực kỳ là tiết kiệm xăng. Cái bọn này thì nó đồ đạc của nó mà phụ tùng để thay thế thì nó cũng khá là nhiều. Cái máy nó nhỏ nhẹ như này và nó công suất nó nhỏ này thì nó phù hợp để cắt cỏ gia đình, đối với những cái vườn nào mà cỏ nó thấp, cỏ lon rồi là vườn nhỏ. Chúng ta thi thoảng cắt thường xuyên thì là định kỳ cắt thường xuyên thì là cỏ nó sẽ không rậm, không già. Cho nên là chúng ta cắt bằng cái máy này nó rất dễ. Máy này thì có thể là sử dụng cước hay là bằng dao phát thì đều rất là ok. Mang cái con Makita ra rửa đi. Cọ rửa sạch sẽ.
cho anh em nó làm ít, dọn ít máy. Cái này thì là nó như vừa mình đang nói, nó thích hợp với này những cái nhu cầu cắt gia đình, và nó phù hợp với này những người lớn tuổi, phụ nữ. Thì cầm những cái máy nhỏ nhẹ này thì nó rất là tiện, nó bộ giật trợ lực này. Đấy, chế thì quan vừa rồi nó rất là dễ nổ. Rồi sau đây thì mình sẽ test tiếng nổ của máy cho các bạn tham khảo nhé. Dòng này thì nó rất dễ nổ thôi, nhưng bộ giật trợ lực thì chúng ta kéo nhẹ cái thôi. Kéo nhẹ cái nổ, con nào cũng như con nào nữa, nó như nhau hết. Đấy, máy thì nó rất là dễ nổ, tiếng nổ rất là khỏe. Đấy, vừa rồi thì mình đã giới thiệu qua về chiếc máy, về giá của này thì nó rất là rẻ các bạn nhé, nó rất là dễ chịu. Đấy, mình sẽ ghi chi tiết giá của từng chiếc một ở ở phần mô tả nhé. Cái con có hai tay cầm này thì nó sẽ đắt hơn cái con mà tay cầm ngang này, sẽ đắt hơn cái tay cầm dọc này là 100.000. Tuy nhiên là bạn nào mà muốn mua con tay cầm dọc này mà lại muốn mua thêm cái tay cầm ngang thì là mình có bán thêm cái bộ tay cầm ngang và cái dây ga đi kèm thêm, thì là chỉ thêm 100.000 thôi, thì chúng ta vừa là cầm dọc cầm ngang đều được đấy nhá. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.